nhìn hai bạn này, một lát nữa là mình sẽ làm được ha. Bây giờ hai cứ ngồi đây nhìn đi, coi xuống. Rồi hai bạn này làm lại. Nhớ chuyện này phải nhẹ nhàng lúc đầu mà quơ đó, mà quơ tay của mình con à. Rồi mở nhạc lại đi. Đúng rồi. Sinh viên năm nhất của trường Tài nguyên Môi trường. Em tham gia chương trình này được bao lâu rồi? Chương trình này khoảng 2-3 tháng gì đó. Như là em thấy, tại vì thấy trên mạng thấy mấy chị nói là nó vô dạy mấy em về chữ, thì thấy thì đi, thì ngày nào rảnh thì mình đi. Mà tại sao em muốn tham gia chương trình này? Tại vì nói chung là hồi trước thì nói chung là hồi nhỏ thì cũng có người dạy mình rồi, thì cho nên bây giờ mình như mình dạy lại mấy em như là đi theo mấy thế hệ kia, hay là mình giúp qua giúp lại đi để như là nó vừa tốt mà mình vừa có việc để làm, mình cũng không có như thời gian không biết làm gì hết thì mình vô đây mình làm cho nó tốt cũng được. Trong 2-3 tháng em làm đây là thì có kỷ niệm nào em nhớ? Kỷ niệm này mấy em tập nhảy, người nhảy người té lên xuống cũng vui, có mấy em mà thấy mà như là hôm mình tập viết chữ thì có mấy em dặn bác sĩ rõ là phải chích bằng tay trái chứ đừng chích tay phải, đi để dành tay phải để em viết chữ, là vậy là mấy em trân trọng với thời gian mình lại dạy mấy em thì mình cũng trân trọng với thời gian mình lại dạy mấy em. Nhưng mà mấy em nó trân trọng mình thì mình trân trọng lại mấy em. Thì ở đây em có thân thiết với bé nào không? Như là mỗi ngày là em dạy một bé nha. Cho nên nói chung là cũng bì, thì cũng có mấy bé lại thì cũng thích mình thì cũng bu lại mình. Có những em nhìn cũng như là mới vô sao nhìn cũng lạ. Thì
Thì cũng làm quen từ từ. Nói chung hầu hết thì quen đi. Có em có kỷ niệm nào đáng nhớ với mấy em khi mà em dạy không? Đáng nhớ nhất hả? Thì có mấy em như là làm toán sai mà cãi mình. Mình cũng tức lắm. Nghĩa là mình biết em sai mình chỉ mà em cũng nói là em đúng rồi em cứ cãi lộn với mình thì nó vui thôi. Chứ nó là vui thôi thì còn lại mấy em khác cũng vậy à. Thì kỷ niệm nó chỉ là vui thôi. Mà, trong cái hoạt động của chương trình là em thích nhất là hoạt động nào? Chương trình thì em thích nhất là hoạt động nhảy đây nè. Thứ nhất là mấy em nó tăng động, nó vui hơn. Thứ hai là mình cũng giúp đỡ được mấy em nhiều. Là mình cũng làm mẫu, mình cũng nói chung là mình cũng vui với em vậy á. Chứ nhiều khi học thì có nhiều kiến thức, nhiều khi mấy em không hết hay là mấy em ngán hay là gì đấy. Thì nghĩ là cái gì nhảy là nhất. Vậy qua chương trình này á, em thấy là em học được điều gì từ cho bản thân? Học được bản thân á, mới học được cũng nhiều luôn. Là như là hồi trước thì em cũng người là hơi nguyên tắc chút xíu, thì qua đây chơi với mấy em thì có thể là như là cũng có thể kiếm lại tuổi thơ chút xíu cũng chơi với em. Cái là mình cũng chơi với mấy em thì như là mình cũng kiếm lại được miếng tuổi thơ, cái là mình cũng biết chơi được nhiều thứ hơn. Rồi mình cũng biết được nhiều bài học, có mấy chữ mà mình nhiều khi mình ghi sai chính tả, mình nhìn trên sách mình biết là mình ghi sai chính tả. Nói chung là mình học được như là tinh thần cũng có, mà kiến thức thêm cũng có, nói chung là nhiều thứ. Rồi kết thêm bạn nhiều bạn nữa. Là em kết thêm những cái bạn tình nguyện viên cũng làm đây đúng không? Tình nguyện viên có, mấy em cũng có. Nói chung là đủ mọi cái tuổi. Nếu mà em tham gia với em đủ bạn tham gia chương trình này đó, thì em sẽ rủ như thế nào, em sẽ nói gì về chương trình để mà bạn bè em cũng tham gia chung với em? Thì cứ nghĩ là em sẽ nói đây là như là đây là một việc tốt thì có thể nên làm, mà vô đây mình cũng có thể vui chơi giải trí, cũng có thể nói chung là cũng có thể giúp đỡ mọi người. Nói chung là thời gian lên đây là em cứ như là mạnh dạn hơn, tự tin hơn, nói chung là nói chuyện nhiều hơn hay là dắt chuyện người ta nhiều hơn. Cho nên mình nghĩ đó cũng là việc tốt, như là nó rèn cái kỹ năng sống một chút ít như là cũng có cho mình. Em tham gia chương trình này có ảnh hưởng đến cái lịch học của em không? Em sắp xếp thế nào để mà vừa tham gia chương trình vừa đi học? Đi học thì tại vì trùng hợp một cái là em chỉ học buổi sáng với buổi trưa thì cứ cả các ngày, nhưng mà thứ sáu thứ bảy em được nghỉ, thì hai hôm đó lại trùng ngay cái ngày mà cô dạy ở đây, cho nên em có thể đi được một trong hai ngày đó hoặc là đi cả hai ngày luôn nếu mà rảnh. Với hai chương trình, đó là chương trình thứ nhất là hát đơn ca của em Anh Thư, hát về bài Giấc mơ của mẹ, và một cái chương trình nhảy, tiết mục nhảy Doraemon của các bé bệnh nhi và các anh chị tình nguyện viên. Tình nguyện viên ngày mai mình cũng có có nhảy nữa. Bên cạnh đó thì cái chương trình ước mơ của Thúy của chúng mình thì còn có một cái gian hàng nữa, đó là gian hàng đồ chơi Edo Game hay là hoa nở trong nước, hoặc là những cái một cứ một tiếng đồng hồ chúng mình sẽ chọn ra bóc ra một em để thực hiện một cái điều ước của các em. Ngoài ra tụi mình còn đi tuyên truyền những cái sức khỏe để giúp cho các em nhỏ có thể chủ động phòng tránh những căn bệnh, mà ví dụ như bệnh phổ biến hiện nay đó chính là bệnh tay chân miệng. Bây giờ thì cũng đã
cũng đã chưa rồi thì chương trình cũng đã chưa rồi thì tạm thời chương trình bên của mình cũng nghỉ đến chiều, thì có khoảng 1 giờ mấy chương trình mình sẽ bắt đầu. Chương trình của mình sẽ kéo dài cho đến chiều ngày mai, chiều chủ nhật luôn, và các bạn nhớ đến xem ủng hộ cái tiết mục nhảy và ca hát của chương trình Ước Mơ của Thúy và gian hàng vui chơi của các bé. Xin chân thành cảm ơn. 3 2 3 2 3 2 3 rồi con tên là Lê Nguyễn Anh Thư, năm nay con 6 tuổi, con đang điều trị ở bệnh viện ông bố. Con rất là thích ca hát, nhờ có ba tuổi trẻ mà bây giờ đây con được đi học hát. Con xin gửi bài hát đến quý vị khán giả, các bạn ở đây, các anh chị ở đây cũng như là ban tổ chức. Con xin hát bài Lục Địa Trung Mơ. Con nghe trong tim em rồi.
Kính thưa quý vị, các bạn thiếu nhi đang có mặt buổi sáng hôm nay, chương trình Ước mơ của Thúy hoạt động tại bệnh viện, các bệnh viện đến nay đã là năm thứ 9 rồi. Và hàng tuần những người tình nguyện sẽ đến bệnh viện để chơi với các bạn nhỏ bị bệnh ung thư ở đang điều trị tại bệnh viện. Và trong quá trình điều trị như thế thì các bạn sẽ thể hiện ra những ước mơ, những ước muốn của mình. Và bé Anh Thư như hồi nãy đã chia sẻ là bé Anh Thư thích được làm ca sĩ, bởi vì bé Anh Thư hát rất là hay. Và chương trình Ước mơ của Thúy đã kết nối với một trường nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh này. Và suốt 5 tháng qua bé Anh Thư đã được đến với trường nhạc để được học luyện điện nhạc. Và đã trở thành một giọng ca rất là tốt trên sân khấu sáng nay chúng ta đã được nghe. Và ngoài ra thì chương trình Ước mơ của Thúy thực hiện rất là nhiều điều ước khác cho các bạn bệnh nhi. Bạn nào thích cái gì, muốn cái gì, mong muốn điều gì trong khả năng chương trình có thể làm được thì chương trình Ước mơ Thúy đã giúp cho các em bé, cho cả nước đến nay đã phải hàng ngàn ước mơ đã được thực hiện. Và hàng tuần ở trong bệnh viện thì các bạn nhỏ ở trong bệnh viện rất là thích ca hát. Trong bệnh viện ung bú có một lớp học chữ, từ năm 2009 đến nay có một lớp học chữ. Và hàng tuần như thế sau cái buổi học các bạn lại ca hát, các bạn hát rất là nhiều, các bạn nhảy múa rất là nhiều. Và hôm nay ở trên sân khấu này các bạn sẽ đến với chúng ta một điệu nhảy rất là dễ thương qua bài hát Doraemon. Những bạn nhỏ mặc áo trắng đây là các bạn hiện nay đang điều trị tại bệnh viện ung bú. Hôm nay là phải tạm nghỉ điều hóa trị, tạm nghỉ vào thuốc, tạm nghỉ tất cả mọi thứ để ra sân khấu này cùng tham gia một ngày hội. Các bạn áo vàng ở phía sau đó là những người tình nguyện viên hàng tuần ở trong bệnh viện để chăm sóc và hỗ trợ các bé bệnh nhi ung thư. Hôm nay các bạn cũng tham gia vào tiết mục múa Doraemon. Rồi bây giờ chúng ta cho một tràng pháo tay thật là lớn để tiếp tục được phép bắt đầu. Cô xin giới thiệu, cô là chuyên viên nha học đường của công ty Colgate Palmolive Việt Nam. 1, 2, 3 2,
Sau khi mà nhảy tiết mục xong với các bé đó em thấy thế nào? Khúc đầu á, lúc mới vừa lên nhảy á, cảm giác cũng hơi run run tại lần đầu tiên mà em nhảy mà trên sân khấu lớn. Nhưng mà tự nhiên thấy mấy bé nhảy sung quá, cái em cảm giác mình nhảy cũng sung, thấy rất là vui và phấn khích. Em có dự định là năm sau nhảy tiếp không? Có chị, năm sau em tu tiếp. Nếu mà năm sau mà cô Phấn cho nhảy nữa thì em cũng rất muốn tham gia, để em thích nhảy mấy cái hoạt động đó. Trong quá trình em làm ở chương trình Ước mơ của Thúy á, thì em thấy cô Phấn là người như thế nào? Trong quá trình đó thì lần đầu tiên em tới lớp á, thì phải công nhận là cô Phấn rất là nghiêm khắc, tại vì em cũng hay tham gia giờ thứ tư. Mà thứ tư thì vô mấy chị rất là vui vẻ, nhưng mà không ngờ là qua bên bển lúc đầu nó hơi bị khớp một tí, là thấy cô hơi khó. Nhưng mà sau đó thì rồi cũng quen rồi, tại vì tính cách cô hơi nghiêm, muốn cái gì nhanh gọn lẹ, mà mình thì nó hơi rê thê một tí, lề mề một tí. Nhưng mà nhờ vậy, nhờ qua cô Phấn dạy dỗ thì mình cũng cảm giác là mình nhanh nhẹn hơn, làm việc cái gì cũng nhanh hơn. Thì em học được điều gì từ cô Phấn? Học được cái sự nghiêm khắc và nhanh gọn lẹ của cô. Cái bài tập múa này nè, em là cô Phấn hoàn toàn tự biên đạo hết hả? Dạ, như cô Phấn biên đạo chứ cũng có một phần là dựa vào trên mạng mình xem á, rồi mình về mình biến tấu nó lại một tí để trở thành của mình. Trong quá trình mà em tập nhảy với các em á, là em có trở ngại gì không? Em có gặp trở ngại gì không? Dạ không có, khúc đầu có trở ngại thì tại vì em thuộc dạng là hay quên lắm, nếu mà không tập thường xuyên thì em không có nhớ, nên mỗi lần em tập em phải nhìn nó lắm, cái nhưng mà giờ riết rồi cũng nhớ. Khi mà xem tiết mục hai tiết mục vừa rồi á, thì em có cảm giác thế nào? Thấy em nó múa tự nhiên, như là không có đều lắm, nhưng mà nói chung là mấy em ai cũng vui vẻ để múa, thì có thể là như là các em thấy vui hay là trình diễn cho người ta xem, hay là muốn mọi người cảm thấy vui vẻ hay gì đó, có thể không biết, nhưng mà thấy các em tập cũng có thể gọi là đều, nhưng mà trên mặt mọi người là luôn luôn cười rồi đó. Thì em nghĩ cái tiết mục này chắc là đem về niềm vui cho mọi người, em nghĩ là. Thì em có tính năm sau tham gia cùng các em không? Năm sau nó tham gia thì cũng được, không tham gia cũng vui, thì mình cũng làm tổ hậu cần hay là tổ hậu trường gì đó cũng được. Em trong quá trình mà em làm chương trình Ước mơ của Thúy á, em thấy cô Phấn là người như thế nào? Cô Phấn thì cũng đôi khi dữ, đôi khi hiền, nhưng mà cổ là chắc chắn là người mà rất là thương mấy em, cho nên lúc nào cũng như là đặt mấy em là lên hàng đầu, nhiều khi lao mình cũng là do mình lo ra hay gì đó, nhưng mà mấy em luôn luôn là quan trọng nhất, thì mình thích cô Phấn ở điểm đó. Em học được điều gì ở cô Phấn? Cô Phấn hả? Thì chắc được học được cái sự gọi là nghiêm khắc á, như là mấy em mà quậy quá cổ chứ cần cất tiếng một cái là ai cũng nghe được cổ. Thì mình nghĩ đôi khi là mình dễ chịu, mình nhẹ nhàng quá cũng không được, thì thôi mình sự nghiêm khắc để chống lại mấy bé như vậy.